Tập 31. Huỳnh chắc chắn họ sẽ đến chứ? Thử vận may thôi. Việc bảo các ngươi làm đến đâu rồi? Xin cô yên tâm, đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Không lâu sau nữa là sẽ đem hết đồ đến. Được, không được có bất cứ sơ suất gì. Xin cô yên tâm. Đi. Tiết sư tỷ có ơn với ta, Nguyệt Thần Cung lại thu nhận ta. Ngộ nhỡ Nguyệt Thần Cung mà có ý đồ gì thật, thì ta nên làm thế nào? Nếu như Nguyệt Thần Cung quả thực muốn chiếm Hoa Mạn Đà La, thì chúng ta phải làm rõ mục đích thực sự của họ chiếm Hoa Mạn Đà La là gì. Còn nữa, bây giờ chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Cô cũng không muốn nhìn thấy người quan trọng nhất của mình cứ tiếp tục từng bước sai lầm sao? Nhưng, được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy. Được rồi, đừng cho mày nữa mà. Không thì sẽ biến thành bà già đấy, biết chưa? Cảm ơn huynh, Long ca ca. May mà có huynh ở đây. Bây giờ chúng ta đi mau đi, không để mất dấu họ đấy. Mọi việc làm đến đâu rồi? Hoa Mạn Đà La sắp nở rồi. Chỉ cần đợi thêm ít ngày nữa là vật chí độc trong thiên hạ có thể về đến tay rồi. Thế có xảy ra vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Xem ra hành tung của ngươi đã bị bại lộ rồi, sư phụ thứ tội. Không sao, nếu chúng đã không dám gặp ta, thì cá là chúng cũng không dám giở trò gì. Chuyện này ngươi không cần phải lo nữa. Vâng, sư phụ. Hiểm quá, tí nữa thì bị phát hiện rồi. Nhưng tại sao chúng ta không chạy ra ngoài, mà lại chạy vào trong cung? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Huống hồ Lý Hoại và Tiết cô nương cũng đang ở trong cung này. Chúng ta có thể vào đây xem xét tình hình. Hai người muốn xem tình hình gì? Sư tỷ à, vô thương. Sao muội có thể đưa nam nhân vào Nguyệt Thần Cung chứ? Muội không biết quy tắc của Nguyệt Thần Cung sao? Sư tỷ à, đây là bằng hữu của Lý Hoại ca ca. Chúng muội lo cho tình hình của huynh ấy nên đã theo đến đây. Không biết Lý Hoại ca ca và tỷ tỷ sao rồi? Hai người vẫn đến muộn rồi. Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ, Thái Nguyệt cô nương rốt cuộc bị làm sao? Hôm đó, Thái Nguyệt, làm tốt lắm. Ta đã lấy được nội công tâm pháp của tiểu Lý Phi Đao rồi. Lý Hoại không cần phải giữ lại nữa. Rõ ràng người đã hứa với con, lấy được tâm pháp là sẽ thả chàng ấy đi mà. Bây giờ ta hối hận rồi. Sư phụ, sư tỷ ra nông nỗi như ngày hôm nay, ta cũng không thể tránh được trách nhiệm. Nếu không phải tại ta, thôi, mệnh lệnh của sư phụ, tỷ cũng không thể làm trái mà. Nếu đã là vậy thì có phải Lý Hoại đã rời khỏi rồi không? Có chuyện này cần giao cho hai người làm. Hai người cầm lấy sợi băng thiền này, đưa sư tỷ mau chóng rời khỏi Nguyệt Thần Cung.
Vậy chúng muội đi rồi, tỷ phải làm thế nào? Hai người không cần lo, nhân lúc sư phụ không ở đây, mau đánh ta bị thương đi. Đưa sư tỷ mau chóng rời khỏi nơi đây. Tuy ta không muốn làm trái sư lệnh, nhưng ta cũng không muốn nhìn sư tỷ chết đi như vậy. Vậy Tuyết cô nương xin đắc tội. Long ca ca, bây giờ tỷ tỷ bị bệnh nặng thế này, làm thế nào bây giờ đây? Lý Hoại ca ca lại không biết đã đi đâu, cả chuyện Hoa Mạn Đà La cũng chưa được giải quyết. Vụ Hoa Mạn Đà La chúng ta cứ tạm gác qua một bên, dù sao từ giờ đến lúc đó vẫn còn một thời gian. Trước mắt quan trọng nhất là cứu Thái Nguyệt, với cả tìm ra tung tích của Lý Hoại. Được, để ta xem mạch tượng của cô ấy. Mạch tượng của cô ấy trung chính bình hòa, chẳng giống như lâm bệnh nặng chút nào. Sao lại lạ như vậy nhỉ? Hay là chúng ta đến Thiên Nhai Hải Các tìm Công Tôn tiền bối đi? Thiên Nhai Hải Các cách nơi này rất xa, nếu đến đó thì cũng phải tốn rất nhiều công sức. Quan trọng nhất là với tình hình sức khỏe của Thái Nguyệt, không biết có trụ nổi hay không. Tỷ tỷ à, tỷ tỉnh lại rồi. Nếu tỷ còn không tỉnh thì Lý Hoại ca ca biết phải làm sao đây? Lý Hoại ca ca là ai? Hiền Điệt, con ăn đi. Khả khả cô nương, ta nghe nói Lý Hoại Hiền Điệt gần đây suốt ngày uống say mềm, bất tỉnh nhân sự. Có chuyện này sao? Ai ai cũng có lúc tâm trạng không tốt mà, say rượu là chuyện hết sức bình thường thôi. Cha, cha cũng thường xuyên uống say bí tỉ còn gì. Và lại, bây giờ có con chăm sóc huynh ấy rồi, cha không cần phải lo đâu. Vớ vẩn, nam nữ thụ thụ bất thân. Một nữ tử chưa xuất giá như con, tối ngày chăm sóc một người đàn ông không hề liên quan gì đến con vậy, còn ra thể thống gì nữa chứ? Con bảo người khác sẽ nghĩ sao đây? Người khác nghĩ thế nào con không quan tâm, tóm lại sớm muộn gì con cũng sẽ lấy Lý Hoại. Hơn nữa bây giờ con chăm sóc huynh ấy có gì là lạ đâu. Con đúng là không nói lý lẽ mà. Ta cho con biết, ta sẽ không cho con lấy Lý Hoại đâu. Được thôi, vậy những lời khó nghe con xin nói trước. Nếu ai dám ngăn con đến với Lý Hoại thì là đối đầu với Phương Khả Khả con đấy. Con... Hiền Điệt à, Khả Khả từ nhỏ tính tình nó đã vậy rồi, đều tại ta chiều hư cả. Nhưng con người nó thực sự tốt lắm đấy. Con biết mà. Cái này trả cho cô không muốn luyện nữa à? Không muốn đánh bại Tuyết Thái Nguyệt nữa sao? Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Đằng nào Lý Hoại cũng đã trở về, vậy ta cũng không cần thiết phải đi tìm Tuyết Thái Nguyệt để tính sổ nữa. Bây giờ ta chỉ muốn được yên ổn ở bên Lý Hoại, thành thân với huynh ấy, sống cuộc sống của người bình thường. Vậy ta còn cần độc công của cô để làm gì chứ? Cô dám chắc Lý Hoại sẽ ở bên cô, sống với cô cả đời sao? Thân là một nữ nhân, điều ngu xuẩn nhất chính là vì một nam nhân mà bỏ qua cơ hội khiến cho mình lớn mạnh. Nếu cô vì Lý Hoại mà quyết ý từ bỏ tu luyện độc công thì ta cũng không còn gì để nói. Đừng để đến lúc Tiết Thái Nguyệt trở về cô lại đến cầu xin ta. Ta khuyên cô hãy cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng có ra quyết định nhanh như thế. Không cần suy nghĩ nữa, ta quyết định rồi. Ngay từ đầu ta đã thấy Phương Khả Khả này chưa đủ nhẫn tâm.
đúng là đã bị ta đoán trúng mà. Không đủ nhẫn tâm. Vậy ta sẽ giúp cô ta một tay. Vậy nàng sẽ định làm thế nào? Tốt quá rồi. Thiện Nhi có thể bình an vô sự, ra khỏi Nguyệt Thần Cung là tốt rồi. Nhưng điều ta lo ngại là Nguyệt Thần Cung đã bắt Thiện Nhi đi, thì đâu có lý gì để thả nó ra chứ. Xem ra chúng ta phải cẩn thận, sớm đón Thiện Nhi từ Sơn Thành về mới được. Vâng, lão nô sẽ chuẩn bị khởi hành ngay. Công chúa, có chuyện này ta cần ngươi đi làm. Công chúa cứ việc sai bảo. Giao phong thư này cho Hàn Tuấn. Lần này nhất định phải trừ khử thượng quan Hoại. Thuộc hạ tuân lệnh. Hoa Nhi, phía nàng có tin tức của Tuyết Thái Nguyệt không? Không ngờ lần này Tiết Thái Nguyệt lại tự chui đầu vào giọ. Lần này xem ả chạy đi đâu. Đừng nôn nóng. Tiết Thái Nguyệt không dễ đối phó đâu. Bây giờ bên cạnh cô ta còn có tên Long Giật, cũng là một tên cao thủ hàng đầu. Ở đây nhiều người quá, cũng không tiện cho chúng ta. Ngỗ nhờ động thủ thì chưa chắc chiếm được lợi thế đâu. Cứ xem tình hình đi rồi tính. Không ngờ tỷ tỷ lại quên đi Lý Hoại ca ca. Chúng ta đưa tỷ ấy đến Sơn Thành, huynh nghĩ tỷ ấy có thể nhớ lại thật được không? Bất luận cô ấy có nhớ lại không, thì bây giờ cũng chỉ có cách có thể thử thôi. Đợi cô ấy khỏe lại đôi chút, chúng ta sẽ đưa cô ấy đến Thiên Nhai Hải Các, tìm vợ chồng Công Tôn giúp đỡ. Huynh rơi đồ rồi. Sao vậy? Không sao chứ? Đa tạ cô nương. Ta thay Phương gia tiểu thư cảm ơn cô. Những thứ này đều là đồ cô ấy cần. Nếu thiếu thì chúng ta không dễ ăn nói. Phương gia tiểu thư ư? Là thiên kim của Phú Hộ, Phương Thiên Hào lão gia, sắp thành thân với côn đồ khét tiếng Lý Hoại. Lý Hoại ư? Tỷ không sao chứ? Tỷ vẫn chưa khỏe lại. Chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi trước đã. Vậy hai người về quán trọ trước, ta đi mua ít thuốc nhé, cho hai người bồi bổ đã. Được, đi nào. Long Giật, sao đệ đến đây? Lý huynh, quả nhiên huynh ở đây. Tốt quá rồi. Chúng ta tìm huynh lâu rồi. Nào huynh mau đi theo ta. Ta đưa huynh đi gặp Tiết cô nương. Ta không đi. Sao vậy? Ta biết bây giờ tâm trạng huynh không tốt, ta đều hiểu cả. Nhưng những gì xảy ra giữa hai người chỉ là hiểu lầm thôi. Kể từ khi họ thông đồng lấy cắp tâm pháp phi đao của ta, từ thời khắc cô ấy ra trưởng, đánh ta rơi xuống vách vực, là ta và cô ấy đã không còn dính dáng gì nữa rồi. Lý Hoại, rốt cuộc huynh ngốc thật hay giả ngốc vậy? Không phải huynh đã hứa với ta huynh sẽ mãi mãi tin vào Thái Nguyệt sao? Có còn nhớ bộ y phục này không? Vào ngày đại hôn, là sư muội Thái Nguyệt Tiết Văn nhận lệnh của sư phụ cô ấy thổi khói độc vào phòng, nhân lúc hai người hôn mê đã lấy cắp nội công phi đao của huynh. Thái Nguyệt vì muốn cứu mạng huynh nên mới một chưởng đánh rơi xuống vách vực. Nếu không nhờ bộ y phục này thì cô ấy đã một chưởng đánh chết huynh lâu rồi. Cô ấy vì muốn cứu mạng huynh mà xém chút nữa mất cả tính mạng đấy. Bây giờ cô ấy... Thái Nguyệt làm sao? Nếu như huynh muốn biết thì hãy đi theo ta đến quán trọ Sơn Thành nhìn cho rõ đi. Với lại ta cho huynh biết, nếu mà huynh không đi chắc chắn huynh sẽ hối hận cả đời đấy.
Không sao chứ? Không sao. Nhưng để cô ta chạy mất rồi. Có người đến rồi. Đi nào. Tỷ tỷ. Cô nãy giờ luôn bám theo chúng ta. Tại sao lại bám theo chúng ta? Nói ngay chủ nhân của cô là ai. Ta có thể thả cô đi. Thiếu chủ Lý gia, e là ông cũng ngây thơ quá đấy. Danh hiệu truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao, đúng là làm khó ông rồi, hỗn xược. Chết rồi. Nữ tử này thà chết cũng không chịu nói ra chủ nhân của mình. Thiếu chủ, cô ta đã theo đến tận đây, nhất định là có ý đồ từ trước. Chắc chắn là đến vì Thiện Nhi. Chúng ta không thể kéo dài thêm nữa. Mau đi thôi. Được. Bộ y phục này do chính tay ta làm. Ngày mai chàng nhất định phải mặc nó đấy. Cho dù là lúc nào, cho dù xảy ra chuyện gì, chàng nhất định phải nhớ ta thực lòng yêu chàng. Sao ta lại ngu ngốc đến thế? Sao ta có thể không tin Thái Nguyệt chứ? Đổ xấu xa. Mình muốn ra ngoài sao? Có một số chuyện ta phải ra ngoài xử lý. Mình muốn đi tìm Tiết Thái Nguyệt sao? Cô ta đối xử với huynh như vậy huynh quên rồi sao? Chính vì như vậy càng phải làm rõ. Đổ xấu xa. Lão gia. Lão gia. Cha. Lão gia. Tiểu thư. Lão gia. Ngài ấy. Mau đi gọi người đi. Mau đi đi. Vâng. Cha, cha sao rồi? Khả khả. Cha, cố lên, con lập tức đi tìm người tới cứu cha. Khả khả. Cha sợ là không được. Không được nữa rồi. Cha, cha kiên trì lên, cha ơi. Cha, khả khả. Người cha lo lắng nhất chính là con. Là con. Cha, điều trước đây cha không muốn thấy nhất chính là con và Lý Hoại ngày ngày chạy ra ngoài. Sau này cha sợ là muốn quản con cũng không quản nổi. Cha, cha ơi đừng mà. Cha, cha đừng mà. Cha, nhớ kỹ lời cha dặn. Tuyệt đối không được gả cho Lý Hoại. Cha. 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 Là ai? Rốt cục là ai?
Cha. 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 Thái Nguyệt. Thật đúng là trời giúp ta. Hôm nay Nguyệt Thần ở trong tay ta, xem ngươi còn chạy đi đâu. Lập tức thả cô ấy ra. Ngươi đang cầu xin ta sao? Ngươi nói đi. Ngươi muốn điều kiện gì? Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh. Nếu ngươi đã yêu cô ta, được, ta sẽ tác thành cho ngươi. Ở đây có 8 cây đinh móng tay. Ta muốn người đâm chúng vào đại huyệt trên người ngươi. Nếu như đâm thiếu một cây, ta sẽ giết cô ta. Đợi đã. Tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Thái Nguyệt, đây là ta nợ nàng. Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu. Câu nói hôm đó nàng nói với ta, cho dù là lúc nào, cho dù xảy ra chuyện gì, chàng đều phải tin. Ta mãi mãi vẫn yêu chàng. Là có ý nghĩa gì? Uổng công ta tự cho mình thông minh. Bây giờ ta mới biết, một trưởng hôm đó của nàng không phải muốn giết ta, mà là để cứu ta. Đủ rồi. Người rốt cục là ai? Nàng đang nói gì thế? Ta là Lý Hoại đây. Lý Hoại. Lý Hoại à, Lý Hoại. Ngươi trả giá vì cô ta nhiều như vậy, người tình của ngươi lại không nhớ ngươi. Thế này nhá, ta giúp ngươi giết cô ta, chút giận thay cho ngươi. Thái Nguyệt, sao lại như vậy? Ngươi đừng qua đây. Còn qua nữa, ta sẽ giết cô ta đấy. Thiện Nhi, cha tới muộn rồi. Lý Man Thanh. Thiện Nhi, thiếu gia. Thiện Nhi. Thiện Nhi. Tại sao? Tại sao ngươi? Thái Nguyệt. Thái Nguyệt, Thiện Nhi, thiếu gia. Công chúa. Tin tốt hay tin xấu? Bẩm công chúa, Hàn Tuấn đã chết. Ai giết? Là phò mã giết ạ?
Vốn dĩ Hàn Tuấn rất nhanh sẽ thành công, ai biết đột nhiên phò mã lại xuất hiện, giết Hàn Tuấn. Ông ấy lại vì tên nghiệt chủng đó ư, mà giết Hàn Tuấn à? Quả đúng là không màng đến cái gì nữa. Thượng quan Hoại à, thượng quan Hoại, lẽ nào thực sự không có cách nào với ngươi sao? Cùng lắm ta tự mình ra tay. Công chúa tuyệt đối không được tức giận. Hiện giờ phò mã bảo vệ thượng quan Hoại như vậy, sợ là chúng ta cũng không có cách gì với hắn. Chuyện này công chúa không thể vội vàng, chúng ta cứ từ từ tìm cơ hội, tính kế lâu dài. Nào, Thiết Thúc, ở đây xảy ra chuyện gì? Lão già nhà chúng ta bị người ta hại, mất rồi. Chính Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương cô nương, Phương cô nương, cha cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cha ta tối qua bị người ta sát hại. Không biết mọi người có nhận ra cây phi đao này không? Phi đao này chẳng phải chính là phi đao Tiết Thái Nguyệt cũng hay dùng sao? Tiết Thái Nguyệt à? Không thể nào. Thái Nguyệt không thể làm vậy được. Đã đến lúc nào rồi? Huynh còn bao biện cho Tiết Thái Nguyệt sao? Cô ta chính là hung thủ vô tình vô nghĩa. Cha ta chính là bị cô ta giết. Ta muốn cô ta phải đền mạng. Khả khả, thả ta ra. Bình tĩnh một chút. Khả khả, bình tĩnh. Ta phải đi hỏi rõ giúp muội. Thiện Nhi, con đừng đi. Cô ta đã không nhận ra con nữa rồi. Cho dù con có tìm được, cũng không có được đáp án đâu. Thiết Thúc, mau đỡ Thiện Nhi đi trị thương đi. Đi thôi thiếu gia. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ muội cả đời, sẽ không để muội chịu tổn thương nữa. Bất luận là Tiết Thái Nguyệt hay Lý Hoại, Thái Nguyệt, tại sao ta không thể ra tay được? Tại sao hắn lại vì ta mà làm vậy? Ta có quen hắn sao? Tại sao? Tại sao hễ nghĩ đến hắn, hễ nghĩ đến khuôn mặt của hắn, tim ta lại đau thế này? Tại sao? Tại sao vậy? Hắn là ai? Rốt cuộc hắn là ai?
Hôm nay cho dù thế nào, ta cũng phải giữ Nguyệt Thần cô lại, chặt đứt trụ cột Nguyệt Thần cung của các người. Hôm nay tâm trạng ta đang không tốt, không muốn giao đấu với người. Dễ thương thật. Cô dễ thương quá đi. Hôm nay ta đến để giết cô. Ta để ý tâm trạng của cô làm gì? Ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Đừng ép ta phải giết ngươi. Nguyệt Thần của trước đây đã đâu mất rồi? Ngồi đây nói ra tay mà lại không chịu ra tay, ướn nẹo cứ như tiểu thư cô nương vậy. Bỉ ổi. Không độc không phải đàn bà. Chúng phải xà độc tam hoa lung linh này. Cảm giác thế nào? Để đối phó với cô, ta đã chuyên tâm điều chế lâu lắm rồi đấy. Ta khuyên cô, đừng có tốn công vô ích nữa. Chúng phải xà độc tam hoa linh lung này, nội lực của cô sẽ tự động đóng băng. Trong vòng 7 ngày, cổ họng cô sẽ mất tiếng. Xà độc này sẽ từ phần chân của cô dần dần lan lên đầu cô. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ dần dần thối rữa ra, cuối cùng tan thành một đống máu. Con người ta trước giờ tốt bụng, không thể nhìn người ta chịu khổ được. Để cô sớm ngày giải thoát, chỉ bằng bây giờ ta tiễn cô lên đường luôn. Cẩn thận. Tỷ tỷ, đi mau đi. Đừng đuổi nữa. Với khinh công của họ, chúng ta không thể đuổi kịp đâu. Tiếc quá đi, lại để chúng chạy mất rồi. Nếu không có thuốc giải, cô ta cũng sẽ chết thôi. Cố chịu đi, cô sao rồi? Cô sao rồi? Làm sao đây? Sắc mặt tỷ tỷ rất xấu. Thế nào? Đỡ hơn chưa? Cảm ơn. Cảm ơn. Thái Nguyệt. Thái Nguyệt. Làm sao đây? Thuốc trừ độc này chẳng có tác dụng gì cả. Chúng ta mau đến Thiên Nhai Hải Các, tìm vợ chồng Công Tôn đi. Đi nào. Xem ra trang viện của Phương gia sắp suy tàn rồi. Tội cho Phương cô nương, sau này sẽ phải chịu khổ. Thiếu gia. Phụ thân. Chính nhi, chính nhi có việc muốn xin. Có việc gì con cứ nói đi. Chính nhi muốn xin phụ thân làm chủ cho Phương Khả Khả cùng chúng ta về kinh thành. Con không thể để mình cô ấy một mình ở lại Sơn Thành được. Chính nhi à, phụ thân có thể hiểu tâm ý của con với Khả Khả cô nương. Nhưng con có nghĩ kỹ tới Khả Khả cô nương suy nghĩ của bản thân cô ấy chưa? Con thật lòng thích Khả Khả, con muốn cưới cô ấy làm vợ. Chính nhi à, con có biết giờ con đang nói gì không? Này Khả Khả cô nương đang tận hiếu, huống hồ cô ấy lại đối với đại ca con. Phụ thân, phụ thân à. Phụ thân, bao năm qua người có từng thấy chính nhi cầu xin điều gì? Bây giờ chính nhi khó khăn lắm mới gặp được cô nương mà mình thích, muốn xin phụ thân làm chủ. Con không ngờ người lại từ chối. Chính nhi không hiểu. Đại ca là cốt nhục ruột thịt của người, con cũng vậy. Tại sao người bằng lòng làm bất cứ chuyện gì vì đại ca mà lại không chịu chiều ý con một lần? Ý chính nhi đã quyết, con chắc chắn sẽ cưới Khả Khả cô nương làm vợ, cho dù là không thể vào được cửa Lý gia nữa. Chính nhi, con... Thiếu chủ, hãy giữ gìn sức khỏe.
Ta biết ngay, sớm muộn gì cô cũng sẽ đến tìm ta, truyền lại độc công của cô cho ta. Ta giúp cô tiêu diệt Nguyệt Thần Cung. Được. Ta chỉ đợi mỗi câu nói này mà thôi. Cô chắc chắn là nghĩ kỹ rồi chứ? Con đường học về độc không thể quay đầu được đâu đấy. Ta muốn giết Tiết Thái Nguyệt. Ta muốn báo thù cho phụ thân ta. Tốt lắm. Vậy xin mời. Đừng có sợ. Cái bể này là do hàng ngàn rắn độc chế thành. Chỉ khi tắm bể rắn độc này, cô mới có thể trở nên bách độc không xâm phạm được. Đây là bước đầu tiên để học. Cô tưởng ta sẽ tin cô sao? Cô bảo ta vào bể rắn độc này rõ ràng là muốn ta chết. Sao cô có thể ngu ngốc thế chứ hả? Ngay cả chút khó khăn này mà cũng sợ. Thì muốn đấu kiểu gì với Tiết Thái Nguyệt đây? Muốn trả thù cho phụ thân cô kiểu gì? Giờ cô còn cho rằng ta đang hại cô sao? Đừng quên, giữa chúng ta có quan hệ lợi ích đối với nhau. Ta giúp cô luyện thành công độc, giành lấy Lý Hoại giết chết Tiết Thái Nguyệt, báo thù cho phụ thân cô. Võ công của Tiết Thái Nguyệt thế nào? Có lẽ lòng cô vô cùng rõ rồi. Cô là truyền nhân duy nhất của ta. Chỉ khi trở thành độc nữ, cô mới có cơ hội đối phó với Tiết Thái Nguyệt mà thôi. Nếu không, chỉ dựa vào khả năng hiện giờ của cô, vốn không thể là đối thủ của cô ta. Đừng có sợ. So với chuyện này, nỗi khổ mất đi người thân và người yêu e là còn đau đớn nhiều hơn. Long ca ca, mau lên. Mau lên. Khả khả, muội đi đâu vậy? Ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Huynh tìm ta có việc gì? Ta lo cho muội mà. Huynh lo sợ ta tự sát à? Huynh yên tâm đi, trước khi Tiết Thái Nguyệt chưa chết, ta sẽ không chết đâu. Khả khả, ta biết cái chết của bá phụ khiến muội rất buồn, nhưng ta tin rằng bá phụ có linh thiêng, thì so với việc báo thù, ông ấy càng muốn muội sống thật vui vẻ hạnh phúc. Huynh không phải là phụ thân ta, sao huynh biết phụ thân ta nghĩ gì chứ? Hay là huynh cũng giống như Lý Hoại, lúc nào cũng chỉ nghĩ lo cho Tiết Thái Nguyệt? Đương nhiên là không phải rồi, muội biết mà. Bất luận thế nào ta cũng sẽ đứng về phía muội. Vậy sao? Khả khả, ta biết cái chết của bá phụ làm muội rất buồn, nhưng ta tin bá phụ trên trời có linh, so với báo thù, ông ấy càng hy vọng muội sống vui vẻ.
Huynh không phải là phụ thân ta, sao Huynh biết phụ thân ta nghĩ thế nào? Hay là Huynh cũng giống với Lý Hoại, luôn nghĩ cho Tiết Thái Nguyệt? Đương nhiên không phải. Muội biết mà, bất kể thế nào ta cũng sẽ đứng về phía muội. Vậy sao? Bất kể ta làm gì, đúng, bất kể muội làm gì, ta đều đứng về phía muội, không xa rời, vĩnh viễn ở bên muội. Được. Lời này là Huynh nói đấy, ta nhớ kỹ rồi. Khả Khả, hãy cùng ta về kinh thành đi. Nếu muội không muốn đến kinh thành, muội nói ta biết muội muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng muội. Chỉ cần muội đem nửa đời sau giao cho ta, ta nhất định sẽ chăm sóc muội tốt. Lý Chính, Huynh không cần làm vậy. Trong lòng ta chỉ có Lý Hoại thôi, ta có thể đợi. Ta có thể đợi đến ngày muội quay đầu nhìn lại ta mới thôi. Phương Khả Khả ta có gì tốt mà khiến Huynh vô danh vô phận ở bên ta? Làm phí hoài thời gian quý báu của Huynh. Thời gian quý báu ư? Ở bên muội mới là thời gian quý báu. Được rồi, Huynh đừng nói nữa. Ta sẽ không đi cùng với Huynh đâu. Thái Nguyệt, sao lại giết Vương Thiên Hào chứ? Trong đó nhất định là có ẩn tình khác rồi. Khả Khả, ta cảm thấy cái chết của bá phụ có điều kỳ quặc, nhưng muội yên tâm, ta sẽ giúp muội điều tra rõ. Huynh là muốn điều tra rõ hay là giúp biết Thái Nguyệt thoát tội đây? Khả Khả, ta biết giờ muội rất buồn và đau khổ, nhưng muội hãy bình tĩnh nghĩ lại xem. Thái Nguyệt không có lý do gì để giết phụ thân muội cả. Huynh bảo muội bình tĩnh thế nào đây? Nếu không phải do cô ta, phụ thân muội sẽ không chết. Muội chỉ có mình phụ thân là người thân, giờ vì cô ta, muội đã hoàn toàn biến thành cô nhi. Khả Khả, Long ca ca, thế nào rồi? Có muốn nghỉ một lát không? Không cần, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chúng ta nhanh đi thôi. Con gái ngoan, phụ thân sợ con đói, đặc biệt đem cơm đến cho con đây. Những món này là ta đặc biệt dặn nhà bếp làm cho con đấy. Đều là món con thích ăn. Nào, nhanh ăn đi nhân lúc còn nóng. Con xem nhà đầu con kìa, sao ngủ dậy mà cũng không gấp chăn lại? Sau này gả đi, sao mà hầu hạ cha mẹ chồng? Người chết không thể sống lại. Khả Khả, muội phải kiên cường lên. Ta kiên cường thế nào đây? Ta trơ mắt nhìn phụ thân chết trong lòng ta. Ta rõ ràng biết kẻ thù là ai, nhưng ta lại không phải là đối thủ của cô ta. Đây là do muội năng lực không đủ. Nếu lúc đầu muội nghe ta, tu luyện độc công cho tốt, phụ thân muội cũng sẽ không... Tỷ nói đúng, ta nên luyện độc công cho tốt. Thế thì Thái Nguyệt sẽ không phải đối thủ của ta nữa rồi. Làm phiền tỷ tỷ tiếp tục dạy ta. Mục tiêu của chúng ta là cùng một người. Ta đương nhiên sẽ giúp muội muội hết mình. Vô Thương, đừng sợ. Nếu muội sợ, nắm lấy tay ta, nhắm mắt lại. Có Long ca ca ở đây, ta không sợ.
Vô Thương, theo sát ta. Tâm trí loạn, nội lực sẽ loạn. Nghĩ đến phụ thân muội chết thế nào? Xem bên đó có con thỏ đấy. Đi, giết nó đi. Nó chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi. Kẻ thù của muội cũng là sinh mệnh. Nếu muội đến một con thỏ cũng không giết được, làm thế nào mà đi báo thù được đây? Ta không làm được. Phương Khả Khả, muội thật là yếu hèn. Báo thù chính là phải bỏ hết tình cảm trên thế gian qua một bên. Có như thế muội mới có thể làm một cách triệt để được. Nếu muội đến một con thỏ mà cũng không giết được, muội căn bản không thể báo thù cho phụ thân muội được. Ta không phải yếu hèn, nó chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhoi, ta không cách nào được. Muội như thế thì căn bản không khống chế được độc công ta dạy muội rồi. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Tiền bối, tiền bối, tiền bối, xin hai người cứu tỷ tỷ ta. Lại là các người. Không cứu, không cứu đâu. Tiền bối, ta xin hai người mà, cứu tỷ tỷ ta đi. Nha đầu, cô tội gì phải làm thế? Chúng ta không muốn có bất cứ qua lại nào với người có liên quan đến Lý gia. Các người mời cao nhân đi. Tiền bối à, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Hơn nữa trong chúng tôi không có ai họ Lý cả. Ta xin người đưa tay cứu giúp, nể tình xưa đi mà. Cứu tỷ tỷ ta đi. Lúc đầu chính là nể mặt các người, tha cho Thiết Ngân Y đã là cực hạn rồi. Tiền bối, khi xưa ấp trứng, cô ấy là người có công lớn nhất, người hãy nể tình. Khi xưa làm điều tốt, nhanh cứu cô ấy đi. Giờ cô ấy đã trúng độc nặng, nếu còn không cứu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Các người nói nhiều nữa cũng vô dụng thôi, chúng ta tuyệt đối sẽ không cứu đâu. Tiền bối, nhưng mà chúng ta có thể cho các người ở lại một đêm. Đợi sau khi bệnh tình Tiết cô nương ổn định rồi, phải lập tức rời khỏi, phải lập tức rời khỏi đấy. Tiền bối. Được đấy. Thơm quá. Tiền bối, ôi thơm quá. Tiểu tử cậu, đừng có tưởng giúp chúng ta làm chút chuyện, chúng ta sẽ ra tay chữa trị cho Tiết nhà đầu đấy. Nếu thế này vẫn chưa đủ, tiền bối cứ sai bảo đi. Nếu có thể cứu Tiết cô nương, ta tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho hai người. Vậy nếu chúng ta yêu cầu cậu đi giết Thiết Ngân Y thay bọn ta xả giận thì sao? Long Giật ta trước giờ chỉ bảo vệ người, sẽ không giết người đâu. Thứ tại hạ không cách nào đồng ý yêu cầu của hai người được. Mong hai vị tiền bối nghĩ đến chuyện khác đi. Cậu không cần cự tuyệt nhanh vậy đâu. Nghĩ kỹ đi rồi quay lại. Chỉ là nếu còn kéo dài, chỉ sợ nhà đầu đó sẽ bị độc nhập tâm thần, sẽ không cứu được nữa. Sao lại không đồng ý cho ta một cơ hội chứ? Sao muội không đồng ý đi cùng với ta? Sao không đồng ý cho bản thân một cơ hội để yêu ta? Phụ thân không nhìn nhận ta, chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến đại ca.
Muội cũng thế. Trước giờ chưa bao giờ dừng lại bên ta thêm chốc lát. Muội biết không, ngày đó chúng ta chạy thoát ra từ tình nhân trại, muội không tiếc mạng mình trị thương cho ta. Ta đã hẹn ước chung thân với muội rồi. Khả Khả, ta sẽ không để muội rời xa ta đâu. Rất tốt, có tiến bộ đấy. Cứ thế này, giết chết Tiết Thái Nguyệt chẳng phải chuyện khó khăn gì. Ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta đâu. Cách muội luyện độc công đã vượt qua phong thái của ta năm đó. Hơn nữa, chúng ta cùng trải qua những chuyện giống nhau, đồng mệnh tương liên, cho nên ta mới đồng ý giúp muội. Vậy sao? Ta cùng trải qua những chuyện giống tỷ ư? Cơ thể ta từ nhỏ đã bách độc bất xâm, có thể khống chế tất cả các thuốc độc. Nhưng mà ta sẽ khống chế một loại chướng độc, chỉ cần người đụng phải ta sẽ bị khô héo. Đương nhiên, ta có được thành tựu hôm nay tất cả là nhờ một người ban cho. Nếu không nhờ huynh ấy xuất hiện, e là ta đã sớm bị thôn dân trong thôn xem là yêu quái mà giết chết rồi. Huynh ấy là ai? Huynh ấy là ai muội không cần biết. Chúng ta từng hẹn ước sống chết cùng nhau, nhưng mà huynh ấy lại cưới người con gái khác. Lúc đó ta ở ngoài cửa, xin các người cho ta gặp Thịnh ca ca. Huynh ấy từng nói huynh ấy sẽ đem thuốc giải đến cưới ta. Đó chỉ là lời nói đùa nhất thời thôi. Lời hứa từng nói, một câu nói đùa là có thể làm cho qua loa cho xong ư? Ông cho ta vào đi. Để ta vào. Sau đó ta mới hiểu, đàn ông đều là thứ động vật vô tình. Ta đem theo thù hận trở thành sát thủ đệ nhất giang hồ. Ta thích xem đám đàn ông đó đau khổ chết đi, xem bọn chúng cầu xin tha mạng, xem vẻ mặt trước khi chết của bọn chúng. Khả Khả, ta tin muội nhất định sẽ thành công. Thái Nguyệt, cô tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Ta có phải sắp chết rồi không? Không đâu, có ta ở đây nhất định cô không chết đâu mà. Huynh đừng lừa ta nữa. Cơ thể ta thế nào, ta hiểu rõ nhất mà. Chỉ là có một chuyện, nếu ta không làm rõ, ta sẽ chết không nhắm mắt. Cô đừng nói lung tung. Có chuyện gì muốn ta làm, cô cứ nói với ta đi, ta sẽ lập tức đi làm. Ta và Lý Hoại đó thật sự quen biết sao? Giữa ta và hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mỗi khi nghĩ đến người này, ta cảm thấy tim mình rất đau. Huynh ấy là người cô yêu sâu đậm. Bất kể hai người xa cách nghìn dặm, nhưng hai người cũng sẽ
cố gắng hết sức trở về với nhau. Sao có thể chứ? Ta là sát thủ Nguyệt Thần Cung. Ta vô tình vô ái. Hắn là con trai của Lý Man Thanh. Sao ta có thể yêu hắn được? Được. Nếu như huynh nói hắn là người ta yêu sâu đậm, vậy tại sao ta lại không nhớ chút nào cả vậy? Ta cũng không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chuyện ta có thể chắc chắn mà nói với cô rằng hai người từng yêu đối phương sâu đậm, thậm chí xem đối phương còn quan trọng hơn tính mạng của mình. Vậy tại sao ta lại không nhớ chút nào về hắn cả? Cô sao vậy? Nào, nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Bất kể là vì ta hay vì Lý Hoại, ta quyết không để cô xảy ra chuyện gì đâu. Độc của rắn tam hoa đã bắt đầu phát tác rồi. Chẳng lẽ không còn thời gian nữa ư? Thái Nguyệt, cô phải gắng gượng lên. Long ca ca, sao huynh lại ra rồi? Thái Nguyệt cô nương đã tỉnh lại rồi. Chỉ là độc trên người cô ấy đã bắt đầu phát tác rồi. Ta rất lo sẽ không cứu được cô ấy. Muội đừng lo cho ta nữa, nhanh đem canh gà đưa cô ấy uống đi. Hay là huynh lại cầu xin công tiền bối đi. Lúc trước ta đã hỏi phu phụ công tôn lần nữa rồi. Họ đã đồng ý với ta chấp nhận nhượng bộ. Thật à? Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà bọn họ muốn ta phải giết Thiết Ngân Y thì mới đồng ý cứu Tiết Thái Nguyệt cô nương. Thế này thì cũng quá ép buộc người khác rồi. Chưa nói huynh đồng ý hay không, cho dù huynh có đồng ý cũng chưa chắc là đối thủ của ông ấy. Vô Thương, lẽ nào bây giờ chúng ta đã cùng đường rồi sao? Long ca ca, huynh yên tâm đi, tất cả mọi việc rồi sẽ tốt thôi. Xem ra Long thiếu hiệp đã nghĩ xong rồi. Con làm gì đấy hả? Con không có cách nào làm trái với lương tâm của mình mà đồng ý với yêu cầu của tiền bối được. Nhưng Long giật con vẫn còn cái mạng này, con tình nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của Tiết cô nương. Làm càn! Con coi công tôn Vô Thắng ta thành loại người gì rồi? Chúng ta lấy mạng của con làm gì chứ? Đứng dậy đi, đứng dậy nói chuyện. Con không đứng dậy. Bây giờ Tiết cô nương tính mạng cực kỳ nguy hiểm. Nếu như vẫn không cứu được cô ấy sẽ nhanh chóng trúng độc mà chết. Có chuyện gì thì đứng dậy nói. Con không đứng dậy, con cầu xin hai vị đấy. Con cầu xin hai vị, cầu xin hai vị mà. Đứng dậy, được rồi. Con ngắt cho chúng ta thạch nhĩ nghìn năm ở vách đá phía đông của núi Pha Cơ. Nói không chừng chúng ta có thể suy nghĩ cách để cứu Tiết cô nương được đấy. Hai vị tiền bối, lời này của hai vị là thật sao? Ta nhắc nhở con, vách đá đó vực sâu vạn trượng, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ muôn đời không bao giờ quay lại được đâu. Sẽ mất mạng đó. Cho dù là núi cao hiểm trở, con cũng sẽ xông pha. Ta nói với con như thế nào? Yêu cầu con trông coi Thái Nguyệt thật chặt. Vậy người đâu? Lúc đó Đồ Nhi đang ở trong phòng lại bị tập kích bất ngờ, bị người khác đánh ngất. Tung tích của sư tỷ Đồ Nhi thật sự không biết ạ. Trong Nguyệt Thần Cung này lại bị người khác tập kích bất ngờ. Con tưởng ta thật sự tin con? Những chuyện giữa con và sư tỷ ta cũng tin sao? Con đây là cố ý để che giấu cho nó. Đồ Nhi không dám giấu giếm. Lúc đó thật sự là bị người khác tập kích bất ngờ. Tốc độ của người đó cực kỳ nhanh, con căn bản là không phản ứng kịp. Con đứng dậy trước đi. Cảm ơn sư phụ. Chuyện này sư phụ không trách con. Sư tỷ của con thông minh cơ trí, lại giỏi võ công, chỉ là quá bướng bỉnh, dễ dàng trở nên cực đoan. Ta chỉ muốn bảo vệ nó. Và lại kẻ thù của chúng ta nhiều như vậy, ta chỉ sợ nó gặp chuyện gì bất chắc thôi.
Đúng rồi. Có một chuyện ta cần con đi làm. Không biết sư phụ có việc gì. Con lập tức khởi hành đi đến Xiêm La, tìm thấy Thái Phổ Công. Bây giờ sắp đến lúc hoa mạn đà la nở rồi. Ta cần con trông coi nghiêm ngặt. Hoa mạn đà la phải đem nó về Nguyệt Thần Cung, toàn vẹn không tổn hại. Đổ Nhi tuân lệnh. Ông nói này, ông nói xem Long Thiếu Hiệp này và Vô Thương Cô Nương, hai bọn họ liệu có gặp nguy hiểm không? Bà đấy, vẫn nghịch ngợm như thế à? Ông vẫn còn nói à? Nếu không phải lúc đó ông khăng khăng không chịu cứu Tiết Cô Nương, tại sao ta có thể đưa ra yêu cầu khó như vậy chứ? Làm khó bọn họ quá rồi. Vậy, hy vọng bọn họ thuận lợi may mắn. Hai đứa trẻ này cũng thật là, đã nói với bọn chúng là rất nguy hiểm rồi. Mà bọn chúng cứ nói đi là đi thôi. Nhưng mà bọn họ trọng tình trọng nghĩa như vậy, ta khá là thích bọn họ đấy. Vậy thì đơn giản rồi, nhận bọn chúng làm cháu trai cháu gái của ta. Náo nhiệt biết mấy, được đấy, được đấy. Đây là ông nói đấy nhá, không được nuốt lời đâu đấy. Không đâu, không đâu. Vậy thì tốt rồi. Đến lúc đó Thiên Nhai Hải Các ta cũng sẽ náo nhiệt. Y thuật của chúng ta cũng có người truyền lại rồi. Hay lắm, rất hay. Nghe bà cả đấy. Là nghe bà đấy. Ông nó à? Huynh không sao chứ? Ta không sao. Ta không sao. Ta tưởng là sẽ không thể gặp lại Huynh nữa rồi. Không sao rồi, chúng ta mau đi về thôi. Nào. Hai vị tiền bối, chúng con đã hái được thạch nhĩ ngàn năm rồi. Xin hai vị hãy thực hiện lời hứa với chúng con. Được rồi, được rồi. Con xem này, rách một mạc lớn thế này. Ông nó à? Ông nhìn này. Ha ha ha!
Tiền bối, tiền bối làm sao vậy? Tiền bối ôm con chặt quá không thở được rồi. Đúng đấy tiền bối ạ, đừng kích động như vậy mà. Người hãy buông vô thương ra trước đi. Tiền bối, hai người... Ta hỏi con, trên người con có bông tường vi bằng gỗ nào không? Là màu đỏ. Có. Sao hai người biết? Sao chúng ta lại có thể không biết chứ? Đây là do ông nội con tự tay khắc lên. Hôm con ra đời đấy. Là ta khắc đấy. Ông nội. Vậy người là bà nội của con? Vết bớt và hoa gỗ đều khớp rồi. Đúng là ông trời mở mắt mà. Ta thật không ngờ quãng đời còn lại của ta còn có thể gặp lại con. Bao năm nay con đã đi những đâu rồi? Chuyện lúc nhỏ con cũng không nhớ rõ nữa. Con chỉ nhớ lúc nhỏ có một lần bị sốt, suýt nữa thì bị chó hoang tha đi mất. Là bà nội sau này đã thu nhận con, bà đã luôn chăm sóc cho con. Khó khăn lắm con mới khỏe lại được. Sau đó hai người chúng con sống nương tựa vào nhau. Vậy người nuôi dưỡng con đang ở đâu? Chúng ta phải báo đáp người ta thật tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Bà đã qua đời rồi. Cháu gái bảo bối của ta chịu khổ nhiều rồi. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đã về nhà rồi. Sau này con không cần phải phiêu bạt khắp nơi nữa. Bà nội. Ông nội. Bà nội à, con muốn cầu xin hai người một việc. Hai người có thể cứu tỷ tỷ được không? Nguyệt thần cung có ơn với con, con nhất định phải báo đáp tỷ ấy. Chuyện của con chính là chuyện của chúng ta. Ông nó à, mau đi xem thiết cô nương đi. Phu nhân yên tâm, để ta lo. Cảm ơn bà nội. Độc công tỷ dạy ta, ta đã nắm lại toàn bộ rồi. Dạy ta độc công mới đi. Độc công ta dạy hết cho muội rồi. Dựa vào tư chất của muội, sau này nhất định sẽ có thành tựu. Vốn tưởng rằng độc công này đến đời ta là thất truyền rồi, không ngờ vẫn có thể tiếp tục để muội truyền lại đời sau. Vì báo thù cho phụ thân ta, cho dù có bảo ta chết, ta cũng không tiếc. Bây giờ điều duy nhất muội có thể làm chính là tăng cường tâm pháp độc công. Kiên trì đi. Trong phòng không có dấu vết đánh nhau, chắc là một chiêu chí mạng. Công phu mới có mấy ngày, không ngờ muội lại có tiến bộ lớn như thế này. Ta thấy sau mấy hôm nữa, ta có thể dạy muội cách điều khiển rắn rồi. Có người đến, ta đi trước đây. Khả Khả, sao muội lại ở đây? Muội đến đây cho khuây khỏa. Một mình sao? Sao rồi? Huynh thấy bên này còn có người khác sao? Ví dụ như Tiết Thái Nguyệt.
Nếu như muốn báo thù cho phụ thân, hãy đi cùng với nhóm người Lý Hoại đến Kinh Thành. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở Kinh Thành. Khả Khả, trao đổi thư với ai thế? Muội trao đổi thư với ai? Không cần giải thích với huynh. Ta hiểu được tâm trạng của muội, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Ta hy vọng muội có thể kiên cường đối mặt. Ta rất mong đợi được nhìn thấy Phương Khả Khả vừa vui vẻ vừa dễ thương của ngày xưa, Phương Khả Khả của ngày trước đã bị các người tự tay hủy hoại rồi. Rõ ràng Thiết Thái Nguyệt giết chết phụ thân muội, tại sao huynh lại phản bác lại hết lần này đến lần khác? Tim muội đã chết rồi, đã theo phụ thân ta xuống đất rồi. Muội không bao giờ có thể trở thành Phương Khả Khả của ngày xưa nữa. Con nằm mơ ta cũng không ngờ được, ta thật sự tìm thấy cháu gái rồi. Đời này của ta không còn hối tiếc gì nữa. Nói gì thế? Tiếp theo chính là lúc đợi ôm chắc trai rồi. Ông nội, bà nội, cháu gái, trời trở mát rồi, đừng để bị lạnh. Cháu gái của chúng ta ngoan quá. Cháu gái à, những lời ta nói vừa rồi con có nghe thấy không đấy? Đã muộn lắm rồi ông nội ơi, sao hai người vẫn chưa về ngủ chứ? Cháu gái bảo bối, con nói thật cho ta biết, có phải con thích Long Thiếu Hiệp không? Con... ta thấy tên tiểu tử đó được đấy. Xét võ công, nó xứng đáng với cháu gái nhà chúng ta. Xét nhân phẩm, tính cách cố chấp đó lại rất giống ta. Nếu như thành cháu rể của ta, ta tuyệt đối ủng hộ. Hai người đừng nói nữa, mau đi về đi ngủ đi. Khả Khả, muội đang làm gì vậy? Đừng uống rượu nữa. Huynh mặc kệ ta, để ta uống. Muội cứ uống như thế này rất hại đến sức khỏe đấy. Chết là tốt nhất chứ gì. Như vậy ta có thể đi cùng với cha của ta rồi. Ta cũng không cần phải đối phó với Tiết Thái Nguyệt đáng ghét đó. Ta biết trong lòng muội rất khó chịu. Nếu như muội khó chịu thì muội hãy nói ra, cho dù có khóc thì ta cũng sẽ cùng muội khóc được không? Tại sao người Lý Hoại thích lại là Tiết Thái Nguyệt chứ? Tại sao lại là Tiết Thái Nguyệt? Tại sao cô ta lại là kẻ thù giết cha của ta? Tiết Thái Nguyệt đó rốt cuộc tốt ở điểm nào? Tại sao Lý Hoại tình nguyện hy sinh tất cả vì cô ta? Khả Khả, trong lòng ta có 1.000.000 Tiết Thái Nguyệt cũng không bằng một Phương Khả Khả. Muội tốt hơn Tiết Thái Nguyệt hàng nghìn hàng vạn lần. Vậy thì có tác dụng gì? Chung quy huynh cũng không phải là Lý Hoại mà. Đúng thế, ta không phải là Lý Hoại, nhưng cái duy nhất ta có thể làm chính là cả đời ở bên muội. Được, muội muốn uống rượu, ta uống cùng với muội. Muốn chết cùng chết. Đồ xấu xa, đừng uống nữa.
Khả Khả, xin lỗi, ta... Huỳnh đã hủy hoại thanh bạch của ta, ta phải giết Huỳnh. Xin lỗi Khả Khả, đều do ta không tốt, nhất thời hồ đồ. Không nên nhân lúc muội uống say. Nhưng ta thật sự rất yêu muội, giống như muội yêu Lý Hoại vậy. Huỳnh, nếu như giết ta rồi, có thể khiến muội dẹp bỏ căm phẫn trong lòng muội, vậy thì muội cứ ra tay. Ta tình nguyện chết trong tay muội. Huỳnh cút đi cho ta. Huỳnh đi ra cho ta. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Nếu như Huỳnh dám nói cho người khác biết, chắc chắn ta sẽ không tha cho Huỳnh. Cút đi. Cút đi. Cút đi. Không cần lo lắng, hỗn nguyên khí khí công của ông nội kết hợp với phương pháp châm cứu độc đáo này, độc của rắn linh lung tam hoa, căn bản không làm khó được ông ấy đâu. Tiết cô nương, thử nói một câu xem nào. Cảm ơn tiền bối. Người cô nên cảm tạ nhất là Long Thiếu Hiệp ấy. Nếu như không phải cậu ấy ứng đối thích hợp lúc đầu cho cô uống thanh độc đan, có lẽ cô cũng không kéo dài được đến bây giờ. Cảm ơn Long công tử. Tiết nha đầu, độc trên người cô vừa mới giải, huyết dịch trong người có lẽ còn chưa lưu thông thuận lợi. Hay là cô đi ra ngoài đi bộ cho khuây khỏa một chút đi, chất độc còn dư trong cơ thể sẽ được loại bỏ nhanh hơn. Đa tạ tiền bối, ta biết rồi. Bà nội, bệnh của tỷ tỷ đã khỏi hoàn toàn chưa? Tỷ ấy có thể nhớ lại Lý Hoại đại ca được không? Lúc ta giúp cô ấy giải độc, phát hiện ra trong cơ thể cô ấy đã bị hạ vong ưu cổ. Đây chính là nguyên nhân chính khiến cô ấy không nhớ Lý Hoại đấy. Vậy...